Kính thưa quý vị và các bạn, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay ngày 13 tháng 6, nắng nóng có khả năng kết thúc ở Bắc Bộ, ngày 13 đến ngày 14 tháng 6, ở khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên duy trì nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất từ 35 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ, độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 45 đến 65%. Các chuyên gia khí tượng nhận định nắng nóng ở những khu vực này còn tiếp tục kéo dài trong nhiều ngày. Trong những ngày nắng nóng, vào chiều tối ở vùng núi, khu vực Trung Bộ có khả năng xuất hiện mưa rông kèm lốc, xét, mưa đá và gió giật mạnh. Liên quan đến đợt mưa diện rộng đang diễn ra ở Bắc Bộ và Thanh Hóa, cơ quan khí tượng dự báo hôm nay đến hết đêm ngày 14 tháng 6, khu vực này có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có rông, với lượng mưa từ 90 đến 150 mm trên một đợt, có nơi trên 250 mm trên một đợt. Thời gian mưa lớn tập trung vào chiều tối và đêm. Từ ngày 15 tháng 6, mưa lớn giảm dần, tuy nhiên, mưa rông diện rộng và mưa lớn cục bộ ở những khu vực này có khả năng còn kéo dài đến khoảng ngày 16 đến ngày 17 tháng 6. Đối với Tây Nguyên và Nam Bộ, trong hôm nay ngày nắng, chiều tối khả năng có mưa rông.